Lần trước là ông chia sẻ với con là ông bao nhiêu tuổi rồi ta? Đây 120. Con thấy á, ở trong đây á là ghi cái năm sinh của ông là chỉ có năm 1920 thôi. Vậy thì cái năm sinh này là đúng hay sai? Không phải. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại huyện Sơn Hòa của tỉnh Phú Yên. Cách đây không lâu thì Nhân có chia sẻ về một cụ ông mà theo như ông nói rằng là ông năm nay đã 120 tuổi rồi cả nhà. Nếu như ông thực sự là 120 tuổi thì có lẽ ông là cụ ông lớn tuổi nhất thế giới mà vẫn đang còn sống. Những người đã mất rồi thì mình không nói cả nhà. Nếu như ông mà 120 tuổi thì có thể nha, ông là cụ ông lớn tuổi nhất thế giới hiện đang còn sống. Và có rất là nhiều khán giả hoài nghi về tuổi 120 của ông. Và cả nhà cũng biết rồi, ở đây thì đại đa số bà con trên đây là người dân tộc Chăm Hờ Roi cả nhà. Cuộc sống thì cũng rất là khó khăn. Bà con trên đây thì bám trụ vào rừng núi và nương rẫy ở trên đây. Thì ngày hôm nay Nhân sẽ quay trở lại Nhân thăm ông và xác thực cái số tuổi 120 của ông, xem thử là có đúng hay không nha cả nhà. Thì bây giờ Nhân mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi xác thực thông tin số tuổi của cụ ông năm nay 120 nha. Đi thôi cả nhà. Chị ơi, em biếu trong thùng sữa nghe. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, em để... Ở đây sinh ra là mẹ ổng chết. Dạ. Cũng mệt rồi lè. Ai, bây giờ leo vô thăm ông cả nhà. Hôm bữa như gặp ông là ông cũng mặc áo này hả chị? Hả? Bữa gặp ông là ông cũng mặc áo này. Mà năm ngoái gặp mặc áo này và năm nay gặp ông cũng mặc y chang cái áo này luôn. Ông mới tăng lên. Con chào ông nha. Ông có nhớ con không? Ông có nhớ con không? Con có nhớ gì hết. Ông nghe cái giọng nói ông có nhận được ra không? Được. Lần trước con có ghé con thăm ông đó. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Lần trước là ông chia sẻ với con là ông bao nhiêu tuổi rồi ta? Đây 120. 120 tuổi hả? Dạ. Ông nói là ông 120, nhưng mà năm ngoái cả nhà, nếu như năm nay thì đã là 121, liệu rằng có đúng không ta? Chị ơi, chị có giấy tờ gì của ông không, cho em xem xíu được không? Chị cũng... Hồi... Đến Pháp Bay. Dạ. Đến Mỹ. Ông hai, hai thời kỳ, ba thời kỳ, rồi làm vùng ấy. Dạ. Đánh bằng bằng cờ cười của đất bình ấy, mấy hòa bình ấy. Dạ. Đất bình ấy đánh. Ồ cả nhà. Nếu mà rất là kỳ lạ nha. Cái giấy chứng minh nhân dân của ông á thì cái tên thì tên khác, mà căn cước của ông thì lại là tên khác. Ông ơi, tên đúng của ông là tên gì? Cho em. Mà sao con thấy là chứng minh nhân dân ghi là Ma Tráo? Ma Tráo ở đây là con á. Ủa, Ma Tráo là con của ông hả? Theo cái con là Ma Tráo. Dạ. Là sao chị? Ý là cũng có con, đây là Ma Tráo. Ma Tráo, mấy đọc này nè, là Ma Tráo.
Còn hồi đây là sao hiểm. Dạ. Là tên của ông. Tên Tên Chánh á. Mà cháu là ai ông? Con ông. Con đầu hả? Con. Là người ta hơi thương con. Con đầu ấy. Gọi là ma cháu nói vậy. À, là người con đầu của ông là ma cháu. Ma cháu. Ủa? Chẳng lẽ cái chứng minh nhân dân này là của con ông? Không phải đâu. Ông á. Của... ta thường gọi là ma cháu nói vậy. Khó hiểu ha. Mình thấy là trong chứng minh nhân dân sao hiểm á là Chánh á. Là tên của ông. Chánh. Sau này ông có con là người ta kêu nó là ma cháu. Này hơi căng quá cả nhà, khó hiểu quá. Tự nhiên tên là tên sâu hiểm mà khi mà có con á khi là ghi cái tên là ma cháu. Thôi. Ông ơi. Ừ? Con thấy á ở trong đây á là ghi cái năm sinh của ông là chỉ có năm 1920 thôi. Vậy thì cái năm sinh này là đúng hay sai? Không phải. Vì sao mà cái năm sinh này lại khác không, so với tuổi? Không có hiểu chuyện này. Hồi cha cháy. Hồi làm bơi. Làm đường ấy. Dạ. Làm đường chết chỗ mà ra đấy. Dạ. Mà ra là ông chết chỗ đấy. Đi tắm. Nếu như mà trong này ghi là năm 1920 á thì tính ra là ông sanh, chỉ có sanh rồi đó. Thì tính ra là ông chỉ có 104 thôi. Giấy chứng minh nhân dân là mà năm 1980. Ông ơi. Ừ? Vậy là ông 104 tuổi hay là 120 tuổi? Không biết ở đây à. Không biết đâu. Ông 120 bao nhiêu rồi đấy nhớ. À, ông nhớ là ông 120. Nghe bà má nói ông già cháy trời cháy làm bơi làm đường cho Pháp ấy. Dạ hồi làm đường cho Pháp à. Ừ. Dạ, vậy là má nói. Má nói. Dạ. Hai cái tên khác hẳn rồi cả nhà. Tên đây thì ghi là Ma Tráo. Còn ở dưới thì tên Sao là đây là mấy chọc không người ta lên chọc tên hả? Dạ. Kêu theo con với còn Chánh là Trời. Kêu theo tên con. Mình cũng rất là khó hiểu ha. Tự nhiên giấy tờ của mình thì lại ghi tên con vào đây ta. Nói chung cũng lâu lắm mà mình cũng không có biết được hồi xưa như thế nào. Em biết. Thằng Cước đây cứ theo tên ông chơi giờ theo thằng Cước mà đau. Ở đây ghi dân tộc là Hà Rôi. Dân tộc của Rôi. Tụi em mà. Dạ. Ông ơi. Người con lớn nhất của ông năm nay bao nhiêu tuổi? Mà nhau không? Tôi cũng nhớ. Giờ rồi này không nhớ nữa. Bò. 8 người con mà. 8, 9 người con. Ông cũng già rồi, tôi cũng ít nhớ. Tôi già rồi, tôi cũng hiểu gì. Dạ. Điên như điếc. Dạ. Tôi cũng biết thôi gì. Thì xong ngày nào nhờ ngày đấy
Dạ. Nhưng mà hỏi ông ăn đây chắc bệnh hả? Ông ăn đây chắc ông ăn bệnh hả? Theo như giấy tờ của ông thì là ghi năm sinh của ông là năm 1920. Tính ra là năm nay ông có 104. À, ông sắp chết rồi. Có nghĩa rằng là ông nói rằng là trong giấy tờ là giờ đúng hay sao ông cũng không biết. Mà ông không chỉ biết nữa. Là ông chỉ nhớ cái tuổi của mình thôi. Dạ. Mình nhiều rồi. Hồi đó là má ông nói hả? À. Má của ông nói tuổi thật, nói tuổi của ông cho nên ông nhớ. Và ông tính tới bây giờ là ông nói rằng là 120. Còn ông chia sẻ là trong giấy tờ thì ông không rõ cả nhà. Ông không biết. Dạ. Không hiểu nữa. Dạ. Già rồi. Hồi đó là ông đâu chắc rồi mà. Hồi đó là ông trải qua mấy cuộc kháng chiến? Ba cuộc. Dạ. Ba cuộc. Mỹ, Nhật, Pháp. À, mình có tắm rửa cho ông thường xuyên không chị? Dạ. Tắm. Chờ ngày đi về bà nội ông nội. À, ông nói là chờ ngày đi về ông nội bà nội. Không có hiểu gì hết, không có biết gì hết. Dạ. Thì là mấy con cháu đem đi gì ăn cái đấy nhiều đấy. Dạ. Hồi cái năm ông đi lính là ông bao nhiêu tuổi? Mà nhớ mà là đinh nữa. 20. Năm 20 tuổi ông đi lính. Ông ơi, năm 20 tuổi là ông có con chưa? Chưa. Năm 20 tuổi là ông chưa có con, ông mới đi lính à? Mới. Vậy thì năm ông có con lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Mới về tháng chín năm 1960. Năm 1960 là ông có con? Mới đó, mới ở chứ không biết có con hồi nào. À, có con biết. Có con hồi nào ông chưa nhớ? Chưa nhớ đâu. Hiểu, không hiểu. Dạ. Cơ bản cũng thông cảm cả nhà nha. Bởi vì là ông bây giờ là quá lớn tuổi rồi. Sẽ những cái chi tiết mà nó trôi qua mấy chục năm rồi thì thực sự rất khó nhớ. Nó lộn. Dạ. Ông biết. Dạ. Không hiểu. Có gì mình ăn đấy, bao nhiêu đấy. Dạ. Con cháu. Dạ. Chắc nuôi. Dạ. Thôi gì mà ăn. Ông đi lính năm 20 tuổi. Vậy là trong lúc mà hồi xưa ông đi lính á, trong quá trình ông đi lính á là ông có lấy vợ không? Không. Không có lấy. Trong quá trình đi lính ông không lấy vợ. Vậy ông lấy vợ năm ông bao nhiêu tuổi? Tôi mới về thì mới hòa bình thì tôi biết sẽ muốn ngủ đi luôn. Trời. Ông nói là ông muốn ngủ là rồi ông đi luôn. Đi luôn. Đi dinh. Bao nhiêu nhà mà nhớ. Con sợ mà điện, nhà nào của mày nhận. Plan phải nhận cái gì mày? Dạ, như thủ. Ngày giờ. Có bao nhiêu mình nhớ
mình nói mà không nhớ thôi biết gì đâu. À hồi kia là nhớ hết hả chị? Ông có tiền hàng tháng ấy. Dạ. Còn bây giờ thì sẽ có lúc nhớ lúc quên. Dạ. Năm ngày ngủ thì ông nói phải 5 năm. Tôi nói tầm 7, tầm 3. Dạ. Không biết gì nữa, không hiểu. Hồi đó là ông đi tù lâu không? Đi tù lâu 3 năm. 3 năm đi tù. Năm 6, năm 7, năm 8. 1956 không? Năm 6, năm 7, năm 8. Khi đó là ông đi tù. Đủ tình nghi đi. Nghi bắt mình đi. Vậy là khả năng là đâu đó chắc ông cũng phải là tới 50 tuổi ông mới lấy vợ quá. Cái lúc mà ông lấy vợ là ông còn trẻ hay là ông đã lớn rồi? Trẻ. Còn làm ăn. Lúc đó 50 chưa ông? Chưa đâu. 51, 52. Mình hỏi ông là lúc đó 50 chưa? Ông kêu là 51 hay 52 gì vậy cả nha. Vậy mà ông. Dạ. Ông Phong nói vậy tôi cũng nhớ nữa. Dạ. Hay nhớ rồi. Dạ. Đây là thời kỳ này. À. Hay nói rồi. Muốn ngủ. Dạ. Ngủ đi luôn. Cho nó khỏe. Dạ. Lá rụng. Về cội. Thành đệ gì. Lâu rồi mà không nhớ nữa. Không nhớ. Ờ mẹ đây cơ. Mà mẹ nhà đây còn trẻ. Thôi mình sợ mình 5 tuổi. Ông cỡ 5 tuổi rồi thì ba không nói vậy. À. Bà kia có mẹ 5 hay 6 không? Ông đây lớn lớn tuổi rồi. Vậy là cái lúc mà mẹ của chị mà lấy ông á, lúc đó mẹ chị là mới có khoảng 15-16 thôi. Ờ. 15-16. Cơ bản rằng là hồi xưa cả nhà trải qua nhiều thời kỳ kháng chiến cho nên cái việc mà để nhớ được cái năm sinh của mình á không cần thiết nữa cả nhà. Hãy nhớ rồi. Dạ. Tại vì lúc đó là cái việc lộn xộn, loạn lạc cho nên là cái năm sinh không cần nhớ luôn. Vậy thì để cho ông nghỉ ngơi cả nhà, bởi vì ông lớn tuổi rồi, ông ngồi ông nói chuyện cũng mệt. À, con có mua biếu cho ông thùng sữa xíu nữa rồi ông lấy uống ngang. À, có cũng uống mà còn cảm. Dạ. Bơm. Dạ. À, ông nghỉ ngơi ha, con cảm ơn ông nha. Không biết. À, không biết. Tụi khác về nữa. Dạ, giờ ông không quan tâm nữa cả nha. Chỉ là. Ông không biết gì nữa. Dạ. Muốn đi. Dạ. Ha, ông nghỉ ngơi đi ha. Lá chưa rụng đây. À, ông kêu lá ông chưa rụng. Dạ. Con đi ngang. À, dạ. Cảm ơn. Chúc ông sức khỏe. Chị là con út của ông hả? Con út hả? Vậy thì tính ra năm nay chị bao nhiêu tuổi? Trẻ hơn. Chị sinh năm 83. 83 là năm nay 4 mấy ta? 41 hả? Chắc cũng vậy. À 41. Mà năm sinh là ông bớt rồi. Dạ. Năm sinh của chị đấy là ông cũng bớt. Không nhớ luôn. Ừ. Chị nhớ là sinh là ngày 83 rồi đấy. Mà năm sinh đấy vần ngày tháng đấy cho ông cũng bớt nữa. Hồi đó chị có nghe mẹ chị kể về cuộc hôn nhân của ông với bà không? Chị có nghe thoáng thoáng gì không? Thì cũng nghe người ta cũng nói là bà là hồi là 16, 15 tuổi. Dạ. Còn ông là lớn tuổi rồi mà ở mẹ. À, lớn tuổi rồi mới lấy nhau ha. À,
lớn tuổi rồi mới lấy, mà lúc đó bà là 15, 16. Ba con nhỏ mà. Nhiều khi mình đi quanh quanh ở ngôi làng này, mình hỏi tuổi của bà con trên đây không nhớ tuổi luôn cả nha. Huống hồ gì mà hỏi năm sinh là bó tay luôn ha. Chánh anh hai kia còn không nhớ nữa. Còn ba đây đỡ mà, già rồi mà còn đỡ, còn nhớ. Chứ ông anh kia là thôi. Ủa không, không nhớ rõ bằng ông luôn hả? Ông hồi kia cũng đi lính mà người ta đã hỏi mà ông cũng không nhớ thôi. Ý là nhớ mà nhớ ít vậy. Còn ông đây là ông nhớ dài à. Mà giờ ông có đau bệnh lúc lắm, đau bệnh bao đau bệnh. Dạ. Tụi làm em mà ha. Thì cũng ấm cho ông tâm vậy chứ. Dạ. Rồi chị có lấy chồng mới chưa hay là vẫn ở vậy nuôi con? Không, chị em có lấy ai nữa. Dạ. Ở trong nhà nuôi bà với mới đưa cháu với con trong nhà này. À. Vậy thì chị và ông xã thôi nhau bao lâu rồi? Một năm rồi. Một năm rồi. Chứ giờ có ai nuôi nữa, cũng có chị để ở trong nhà mới nuôi ông bà đây. Dạ. Mấy chị mấy anh đây có vợ có chồng hết rồi. Dạ. Mà tụi là nó nói đây hay tụi này bắp mẹ mà. Dạ. Thế tôi ôm mỹ thuốc. Bịa các mẹ. Ông đi đâu quá chị? Ông đi. À. Bịa mẹ bên nhà nào cơ mà mẹ? Bên nhà nào cơ? Năm trước á, ghé thăm ông thì ông nói chuyện đỡ hơn xíu. Đó, chị ha. Đây đỡ. Năm nay thì thấy ông yếu dần ha. Đây chị mới khóc đây. À. Cái đây là ông nói gì cũng đúng, cũng không có sai. À, ý là ông nói là không sai. Dạ. Thôi kệ, nói chung là tuổi ông bao nhiêu không quan trọng cả nha. Nhưng mà mình nghe ông chia sẻ thì mình cũng cảm thấy rằng là cái sự minh mẫn của ông vẫn còn trong đó chứ không phải là lẫn cả nha. Nhưng mà những cái mà ông không nhớ, ông sẽ nói là ông quên rồi, ông không nhớ. Còn những cái mà ông nói nhớ thì ông sẽ nói là nhớ. Dạ. Đặc biệt là những cái thời kỳ mà trải qua nhiều cuộc kháng chiến đó, trong quá khứ đó, thì ông nhớ rất là rõ. Bởi vì các mẹ mà hả? Nhưng hai nào hoặc tụ lại đó cơ. Thôi thì bây giờ á, em tại vì chị thì bây giờ chồng thì thôi nhau, nuôi cháu và nuôi con rồi nuôi thêm ba của mình nữa. Thì lần trước thì cũng có biếu ông ít tiền, thì lần này em quay trở lại á thì gửi biếu cho chị một khoản tiền nhỏ nhỏ để chị mua sữa cho mấy đứa nhỏ nha. Nhà xin phép chú Hoàng ở bên Canada cả nhà, gửi biếu cho gia đình 2 triệu để chị mua sữa cho mấy đứa nhỏ. Em thay mặt chú Hoàng á, em gửi biếu lại cho chị nghe, gửi tặng mua sữa cho mấy đứa nhỏ uống ha. Thay ba vừa xin cảm ơn. Dạ. Để trợ cho ba để mua thuốc. Trời. Nếu không có thuốc là thuốc chị đây thôi. Ủa, ông uống thuốc gì vậy chị? Chị nó mua mấy cái này. À, đi mua thuốc hả? Là có những lúc ông mệt là mình phải mua thuốc cho ông. Phải mua chứ. À. Mua 100, 300, 200 vậy để ông sợ có sưng lên miệng. Giờ đây tù đây người ta đánh đậm trong đây này. Ủa? Hồi đi tù bị đánh sau đó à? Bây giờ vẫn còn di chứng hả chị? Còn đánh trong đây này. Ở trong cuối cọng này người ta nói vậy mà. À. Người ta đi lính với ông mà. Hồi đó người ta đi lính chung? Ừ. Hồi đây khai có tiền tội đầy người ta cũng khai á. Dạ. Ăn chỗ, ý ăn chỗ nghe ông hồi đây còn nhớ đây nói. Dạ. Ăn chỗ, ý ăn chỗ ông nói vậy. Đâu đi ra được đâu. Bia các mặt mẹ mà. Ông muốn đi đâu quá cả nhà? Muốn đi tiểu. Cảnh mà ông lết. Ủa ông tiểu cái đó luôn hả chị? Không có đâu, chút nữa các chị chạy. Bia các mặt, bia hai chân cả. Bia hai chân cả. Bia hai chân cả mặt mẹ hả? Bia cả. Nhà tôi quay mà. Hồi xưa mà ông cũng nhớ, ông nói là chị muốn khóc ông sao, nghe nói mà ở cùng trong cùi còm đấy. Ừ, dạ.
Thôi bây giờ chị em ghé qua em thăm anh của chị xíu ha. Anh đó là anh đầu hả? Anh đầu á. À, để Nhân chạy qua bên đó Nhân xem thử là tuổi tác của ông chú bên đó là bao nhiêu nha cả nhà. Cứ hỏi nói là ai chiến chiến đấy người ta chị á. Chị dạ, đó. Rồi cảm ơn chị. Thôi chúc chị sức khỏe ha. Dạ. Bác, vậy thì bác có biết rằng là ba của mình ông Sâu Hiểm á, năm nay khoảng bao nhiêu tuổi không? 125 tuổi rồi. Có nghĩa là 120 mấy rồi hả? 20 mấy rồi. Dạ. Từ nay cháu, các cháu. Dạ. 125 tuổi rồi. Ông già đây, ông già rồi. Cơ bản rằng là ông cụ thì nói ông là 120 tuổi. Ừ. Rồi bây giờ con của ông á, thì nói ông là 120 mấy tuổi. Ừ. Thì cơ bản rằng là cũng rất là khó, bởi vì là những cái thời gian trước đó nha, mình không có biết được, nó trải qua hàng chục năm về trước rồi. Ừ. Mấy chục năm về trước rồi. Bây giờ bác có còn đi làm không? Làm không được. Đi làm không được à? Dạ. À. Người con đầu của bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thì mấy đứa con đây cũng có 50 tuổi, 60 tuổi vậy. Đừng cho bằng với ông già. Ông già là cao tuổi rồi. Chứ bây giờ mấy con kia là mới có 40 tuổi. À, con của bác là nay 40. 40, yeah. 45 vậy. Dạ, yeah, 40, 45. Ừ. Bác năm nay là gần 70. 70, 75. Sinh năm 2. Chính tôi là sinh năm 2. À, mà tôi nói là chỉ sinh năm 7 thôi. À, ông bác, ông sinh năm 1952. Rồi. Mà bác khai là 1957. Rồi. Mà bác khai làm chi? Ý là vì sao mà bác khai nhỏ tuổi lại? Muốn trẻ chút. Trời ơi. Hèn gì. Muốn trẻ chút. Là bác đi khai hả? Khai. Trời. Rồi sinh năm 2. Đúng là sinh năm 1952. Năm 2. Trời, vậy là năm nay là bảy mấy tuổi rồi. Năm nay là bác bảy mấy tuổi rồi, đúng không? Rồi, không biết chỉ là năm 2 chứ chạy thôi, bao nhiêu đó thôi. À, bác chỉ nhớ mình là sinh năm 1952 cả nhà. Dạ. Có vậy. Dạ. Đấy. Vậy chứng tỏ rằng là giấy tờ của bà con ở trên đây á, dường như là nó sẽ không có khớp với cái tuổi thật của mình cả nhà. À. Dạ cháu à. Vậy thì trong căn nhà này là bác sống cùng với ai? Không có ai. Căn nhà này á? Không. Con. Chỉ một mình con cái nó đi ăn uống chỗ nào tôi không biết mà rồi ở một mình thôi. Một mình chú. Vậy là mà bác sống ở căn nhà này một mình thôi? Mình thôi, mình ông già. Rồi vợ bác đâu? Hả? Vợ của bác đâu rồi? Chết rồi. À. Đây hình của vợ. Dạ dạ dạ. Ui, căn nhà cái đèn sao nó chập chờn quá cả nhà, tự nhiên cái nó có lúc thì chớp có lúc thì tắt. Wow, đèn này ngộ ha. Trời ơi. Tính ra cuộc bác sống ở đây khổ quá. Bác còn. Dạ. Rồi, ai đi rửa, ai đi dùng. À. Dạ, cái không gian sống của bác không có dọn dẹp gì luôn hả? Không có ai mà. Trời ơi. À. Trời ơi, ông bác không để nhà cửa không dọn gì luôn. Không có ai. Dạ. À. Thật ra bây giờ như thế này cả nhà. Người ta muốn muốn xác nhận một cái kỷ lục về tuổi tác thì người ta dựa trên những cái yếu tố là những cái giấy tờ. Đó. Cho nên cái việc mà bây giờ ông nói với mình là ông 120 hoặc là 120 mấy đó thì đó là ông nói. Bây giờ nếu mà đúng hơn thì người ta sẽ dựa vào giấy tờ thôi cả nhà. Rồi. Dạ. Như ông bác ông nói rằng là ông bác là sinh năm 1952 nhưng mà bác khai lên 1957 để trễ. Rồi. Dạ. Vì con dấu chút ha. Mình làm cái chỗ là tôi nó yếu. Ha. Chứ tôi sinh là sinh năm 2. Dạ.
Cháu à, vậy. Sinh năm 2 đúng tuổi ông già đây. Dạ. Vậy. Khổ lắm, hồi đấy khổ lắm. Ăn chứ ăn ăn củ ăn khoai khoai mài. Cái bùm mà lúa, bùm mà đào phải biết không? Dạ không ạ. À, rồi đấy ăn uống ăn đấy mà làm đường. Dạ. Hồi chiến tranh đấy. Dạ. Vậy. Hồi đó là đào củ ăn à? Ôi, làm củ. Thì ngày hôm nay á, con ghé con thăm ông cụ trên kia. Thì con cũng mong muốn rằng là ghé con thăm bác luôn. Thì con biếu cho bé ít tiền nha. Dạ. Dạ. Biếu cho bé ít tiền bác mua đồ ăn, bác ha. Cảm ơn. Dạ. Chúc bác sức khỏe, có dịp về đây thì con ghé con thăm. Cảm ơn các cháu. Dạ. Thì Nhân cũng mong muốn là Nhân đi xác minh tuổi của ông cụ thôi cả nhà. Rồi. Nhưng mà làm gì làm thì người ta cũng sẽ dựa trên giấy tờ hết à. Nhưng mà bà con xóm làng ở đây thì ai cũng nói ông là 120 hết rồi cả nhà. Rồi. Dạ. Và có một cái điều nữa là ông có người bà con, không phải là bà con mà là em họ là đã 110 tuổi rồi cả nhà, ở gần đây này. Có lẽ rằng là câu chuyện của ông sẽ khép lại nha cả nhà. Và nếu như mà cả nhà xem ông á, thì cả nhà có ý kiến gì về tuổi của ông á, thì cả nhà để lại bình luận nha. Và Nhân cũng xin phép là kết thúc cái video ở đây. Nếu mà cả nhà xem thì đừng quên là ủng hộ Nhân nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video sau. Bye bye. Rồi cũng bác nghỉ ngơi nha. Mừng các cháu. Dạ rồi, cảm ơn bác.